Hello, chào mừng tất cả các bạn đã và đang theo dõi kênh YouTube Điều Độc Đáo của Trần Chiến. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn test cái bộ ATX Golden GDQ500A trên 4B nha. Đây là cái mạch test của mình đang đã đấu xong rồi. Thì mình sẽ tiến hành test cho bạn xem. Thì trước khi test thì mình sẽ giới thiệu về sơ bộ, trước hết là về cái bộ điều khiển ATX này. Đây là cái mã của nó. Thì ở trên đây nó sẽ có là cái tiếp điểm động lực, phía bên này các cái tiếp điểm động lực thì mình cũng đấu rồi. Đây sẽ gồm là A, B, C, N. Và đây thì sẽ là cái mũi tên chỉ về cái điều khiển, cái nguồn điều khiển main, tức là nguồn động lực điện lưới. Và bên đây là máy phát, và đây là tắt open chữ O. Đây là 1, 0 và 2, các bạn thấy rõ đây, 1, 0, 2. Thì ở trên này nó sẽ có cái nút auto hoặc là menu. Khi chúng ta chuyển ốp thì chúng ta sẽ dùng tay gạt cơ khí, chúng ta sẽ gạt tên ATS này, và khi chúng ta bật on thì chúng ta sẽ có thể là chuyển tự động hoặc là dùng điện, tức là chúng ta dùng điện để kích chuyển, hoặc là chuyển tự động khi có điện lưới vào luôn. Phía bên này nó sẽ là hai cái phần cầu chì ha, hai phần cầu chì. Rồi bây giờ mình sẽ dỡ lên cho các bạn xem về cái sơ đồ, trước nha. Thì đây là cái sơ đồ kết nối của nó đây, sơ đồ kết nối. Thì cụ thể ở đây sẽ là chúng ta sẽ kết nối cái nguồn main là 102, 103, 104, 105 là chúng ta kết nối nguồn gen máy phát, và 202 thì chúng ta sẽ kích vào 203 là nó sẽ chuyển về máy phát, điện lưới ha. Chuyển về 204 là nó sẽ tắt, và 205 là sẽ chuyển về máy phát. Còn 106, 302 là chúng ta sẽ nối tắt với nhau. 303 sẽ qua một cái đèn báo điện lưới có điện, và 305 là báo qua cái đèn báo máy phát có điện. Chân chung là chân 101 ha. Ok. Chúng ta theo cái sơ đồ ở giữa này. Qua đây thì mình lắp thêm một cái đèn phía này. Phía này mình lắp thêm một cái, đèn cho hàng ốp nha. Đây nó có hai cái đèn thôi, mình lắp thêm một cái đèn. Rồi ok, mình sẽ lật nó trở lại. Vì đây là một cái video test cho nên mình không làm nó cụ thể, tức là mình không làm nó rõ ràng từ A đến Z cho các bạn được nha. Nó chỉ là một cái video test cái bộ ATX thôi. Đây là cái đèn báo, cái đèn báo. Rồi đây là chúng ta sẽ dùng cái pin thay cái nguồn bình nè. Rồi còn ở phía này là cái bộ điều khiển máy phát, cái bo điều khiển máy phát như là B trừ, B cộng, RMT, Fuel, Hess, Star. Và đây là cái nguồn main nè, nguồn điện lưới, và đây là cái nguồn máy phát. Nè. Đây các bạn xem đây. Đó, đơn giản vậy thôi. Thì chúng ta kết nối vào đây. Kết nối vào đây và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn test nó như thế nào. Thì hai cái CB này, cái bên này là cái điện lưới, cái bên này là cái máy phát nha. Hiện tại nó đang có điện. Bây giờ mình sẽ gom nó lại gần gần một tí, sau đó mình sẽ test cho các bạn xem. Ok. Ok, thì bây giờ
mình sẽ cắm cái nguồn pin này vào. Mình cắm cái nguồn pin này vào trước để cấp nguồn cho cái bo bo ATS. Thì khi mà hiện tại bây giờ là cúp điện nè, không có điện gì cả thì thằng này nó sẽ khởi động máy phát nha. Đây, nó sẽ tiến hành là auto khởi động máy phát nha. Đó, khởi động máy phát. Mình đang ở chế độ auto luôn. Đây, nó khởi động máy phát. Sau 3 lần khởi động thì không khởi động được thì nó mới là chớp tắt cái đèn start với cool nha. Ok, thì các bạn xem một tí. Đấy, nó tiếp tục khởi động. Thì các cái biến trở này chúng ta có thể điều chỉnh được. Và chế độ chạy máy xăng hoặc là máy dầu thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh ở trên cái bo này được hết nha. Đây, các bạn để ý là nó sẽ đề này. Bây giờ là cái lần đề thứ thứ ba ha. Lần đề thứ ba mà nó không không chạy máy phát, tức là cái điện lưa điện máy phát này nó không có, thì nó sẽ chớp tắt cái đèn start với school. Start với cool nha. Ok, nó sẽ chớp nháy như vậy. Ok, là báo là chúng ta là không có mở được này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối cái điện lưới vào. Bây giờ mình mở mở cái điện lưới nè. À, mở cái điện lưới. Bạn thấy là hiện tại là nó đang ở bên cái điện lưới luôn. Ở dưới này nè, chúng ta sẽ kết nối xuống phía này, tức là chạy auto. Auto là chúng ta sẽ kết nối xuống phía dưới này. À, phía dưới này luôn. Phía dưới này là nó sẽ bắt chạy auto luôn. Ok, bây giờ mình cho nó chạy auto trước nha. Đây, khi có điện lưới thì đây nó sẽ tắt tắt hai cái đèn chớp tắt nha. Rồi, bây giờ có điện máy phát. Có điện máy phát thì hai này nó cũng chớp chớp tắt và nó không có chuyển nha. Đây các bạn, nó không chuyển là tại vì sao? Nó auto là nó sẽ ưu tiên cái nguồn nguồn main, nguồn điện lưới ha. Và khi điện lưới mình cúp thì bắt đầu nó sẽ chuyển. À, các bạn thấy thì bắt đầu nó sẽ chuyển sang cái điện máy phát. Đây, cái điện máy phát. Chạy auto sang cái điện máy phát của chúng ta. Đó. Thì chúng ta có thể tắt nha, tắt để chúng ta có thể tắt để điều khiển lại nè. Bây giờ ví dụ như này, mình đang chạy điện lưới, rồi điện lưới nè. Điện lưới đang có điện. Ok. Điện lưới có điện. À, là cái bộ mạch của mình như thế này. Khi điện lưới mất điện. Điện lưới mất điện thì bắt đầu nó sẽ tự động đề máy phát. Đây, bắt đầu nó sẽ đề nè. Ok, chừng nào nó start cái mình mở cái PCB mới phát lên. Rồi, bây giờ đề được nè. Có điện nè. Nó sẽ chuyển về máy phát ha. Chuyển về nguồn máy phát. Đây. Và nó cho máy phát mở cho máy phát chạy. Khi mà có điện trở lại thì nó sẽ tắt tắt máy phát, tự động tắt máy phát bởi cái bộ auto auto start này ha. Đó, thì bây giờ mình đang sử dụng là tự động luôn. Auto là mình cắm cái chân phía dưới này vào. Nhưng bây giờ mình ngắt ra. Thì bây giờ đang đang ở bây giờ mình sẽ bật lên luôn. Cho hai cái điện này nó có điện luôn thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ như thế này. Bây giờ là mình sẽ kích cái thằng phía này, phía dưới này. Mình sẽ kích dưới đây để di chuyển. Đây,
Ok. Và mình kích về không. Nhớ là kích là chúng ta phải giữ luôn nha. Rồi, cuối cùng là mình kích nó về máy phát được ha. Thì chúng ta dùng kích dùng kích ngoài để chúng ta điều khiển. Còn khi mà chúng ta đưa thằng này xuống cái tiếp điểm phía dưới luôn thì lúc đó nó sẽ tự động. Đây hiện tại là đây hai cái CB đang mở, nó sẽ ưu tiên là điện lưới. Ưu tiên điện lưới nha. Nó sẽ mở điện lưới bên phía kia. Và cái đèn xanh là sáng. Đó. Rất là đơn giản vậy thôi. Và sẽ có một cái tủ điện hoàn thiện, cái tủ điện ATS hoàn thiện, và mình sẽ quay một cái video cho các bạn xem sau ha. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem cái video test này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần tới.